vị và các bạn, chúng ta lại trở lại với sân bóng Thanh Xuân. Ngày hôm nay sẽ là hai trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Trà Xuân Liên Vô năm 2022. Trận đấu đầu tiên trên sân số 2, chúng ta cùng đến với trận tranh huy chương đồng của đội xuất sắc các cầu thủ FC Ngò và Công an Liên Vô. Như vậy là tiếng còi của chúng ta đã vang lên. Tiếp cận bắt đầu. Đây là trận đấu không chỉ là một trận đấu tranh huy chương đồng mà nó còn là một cạnh tranh những danh hiệu cá nhân. Dứt điểm khá nguy hiểm. Một cú dứt điểm có thể nói là cực kỳ đặc cấp của Bạch Đôn. Bàn thắng đã được mở cho các thủ sân Ngò. Cú dứt điểm bóng đi chìm và đã lọt qua một sân chân. Quả tạt của Hữu Lộc. Là Tuấn Bèo. Đường chuyền cho Hải Treo và Trọng đã mở ra dứt điểm. Vẫn là Hưng Dũng cho Tà Bảo và Huy Trâm không vào. Điểm khá nguy hiểm. Bàn thắng thứ 5 của Tuấn Bèo tại giải bóng đá Trà Xuân Liên Vô năm nay. Lại là một cú dứt điểm từ xa. Rất hay, đó là một pha bóng mà khiến cho Thạch Văn Nam không có cách nào khác là phải vào lưới nhận bóng. Và trận đấu nói là rất quả cảm và muôn vàn khó khăn của đại dịch không. Chuyền cho Hồng Sâm. Dứt điểm. Huy Trâm chuyền cho Hồng Sâm. Chống là rất nhiều. Huy chuyền cho Hồng Sâm không. Chống là rất nhiều. Huy chuyền cho Hồng Sâm không được. Quá đáng tiếc cho Hồng Sâm. Huy chuyền tốt cho Thành Trung căng ngang. Hồng Sâm là người xuất hình. Lại cho Huy Trâm. Huy Trâm hơi chậm. An Châu. An Châu dứt điểm. Bàn thắng thứ 6 của Hải Châu. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho các cầu thủ FC Ngò. Nhưng điều thú vị là lúc này Hải Châu chỉ còn cách Ngọc Sơn có một bàn mà thôi. Một cuộc cạnh tranh có thể nói là rất gay gắt. Thủ nữa, Hưng Sộp. Được chuyền của Hưng Sộp. Không được. Rất nguy hiểm cơ hội và tận dụng tốt những hội có được của mình. Bên phía các thủ quen mùa. Đánh đâu? Không được. Đường truyền khá tốt. Nhưng ngày hôm nay các cầu thủ Liên Vô không có sự quyết tâm cá nhân. Trả lại cho Hưng Sộp. Đây là Tuấn Bèo. Không vào. Hải Treo. Đường truyền của Hải Treo lại cho Hưng Sộp. Hưng Sộp. Hòa Bình. Dứt điểm. Cơ hội đầu tiên. Đình Hùng. Lê Hoàng. Dứt điểm. Không vào. Không vào. Xin chúa thì tôi được dành cho Hải Châu. An Châu. Vẫn là An Châu. Dứt điểm. Châu. Đây là Tuấn Bèo. Có thể dứt điểm. Vẫn là Lê Hoàng. Đường chuyền đến Ngọc Sơn. Ngọc Sơn.